Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể bật thông báo biến động số dư ở trên cái ứng dụng ngân hàng là Techcombank nhé mọi người nhé. Thì cái trường hợp là không thông báo biến động số dư thường xảy ra đối với những các bạn là tạo tài khoản online tại nhà nhé mọi người nhé. Thì mình cũng có video hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể tạo cái tài khoản online Techcombank. Thì mình để cái link video đó ở dưới phần mô tả của video này. Nếu mà bạn nào chưa có tài khoản thì chúng ta có thể kích vào và tham khảo nhé mọi người nhé. Thì đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào ứng dụng là Techcombank cho mình nhé. Ok, sau đó chúng ta sẽ tiến hành là đăng nhập vào cái tài khoản của chúng ta nhé. Đó, sau khi đăng nhập vào cái tài khoản của các bạn như này rồi, chúng ta sẽ kích vào cái phần hai gạch này cho mình nhé. Đó, các bạn sẽ kích vào cái phần là cài đặt. Ở đây thì nó có phần là thông báo biến động số dư thì chúng ta sẽ chọn vào nhé. Lúc này chúng ta sẽ bật thông báo biến động số dư đối với cả cái tài khoản thanh toán mà các bạn đang có nhé. Thì cái thông báo số dư này nó hoàn toàn miễn phí nhé mọi người nhé. Và mình sẽ kích vào phần là xác nhận bằng mã mở khóa nhé. Rồi lúc này chúng ta điền cái mật khẩu mà chúng ta đăng nhập cái tài khoản ngân hàng này để chúng ta có thể là xác thực nhé. Ok, vậy mình đã bật được cái thông báo biến động số dư thành công nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và hữu ích trong mình hôm nay đăng ký nhé. Và chia sẻ video giúp mình.